Dược an toàn giúp phòng ngừa, hỗ trợ điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Sản phẩm do công ty dược phẩm Á Âu tiếp thị. 3. Đèn sưởi nhà tắm Hans của Cộng hòa Liên bang Đức có tác dụng sưởi ấm tức thì trong phòng tắm. Sản phẩm tiết kiệm năng lượng, an toàn về điện, rất tốt cho sức khỏe của người già và trẻ nhỏ giữa mùa đông giá lạnh. Chúng ta đã lắng nghe thông tin về 3 sản phẩm nằm trong giải thưởng. Ngày hôm nay bạn đến trường quay với ai ạ? Tôi đi với mẹ tôi. Vâng, mẹ của bạn Thúy đang ngồi ở đâu ạ? Cô đang ngồi ở đâu ạ? Xin chào cô ạ. Với vọng là cô sẽ trợ giúp thật đắc lực cho bạn Thúy để có thể lựa chọn đúng nhất. Và ngoài mẹ của bạn thì tất cả khán giả trường quay cũng sẽ là những người cổ vũ tinh thần cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lựa chọn. Chúng ta có những 10 túi bột giặt này, đèn sưởi nhà tắm và chúng ta có dược phẩm Nga Phụ Khang. Theo bạn, sản phẩm nào đắt nhất? Đa số khán giả thì giơ tay là đèn sưởi đúng không ạ? Nhưng mà mẹ em thì lại chọn số 2 là Nga Phụ Khang. Bạn chọn số 2 là những hộp dược phẩm Nga Phụ Khang. Tuy nhiên ý, thì khán giả lại có một lý do khiến chúng ta nên tin là bởi vì khán giả rất đông. Và chắc chắn đã có những người có thể từng mua sản phẩm này rồi. Quý vị khán giả có thể cho chúng tôi những lời nhắc nhở rõ ràng hơn được không ạ? Phần lớn khán giả đều khuyên bạn chọn đèn sưởi nhà tắm. Mẹ em hình như cũng lung lay tinh thần, lại thành số 3 rồi. Mẹ của bạn rơi số 3 rồi, đèn sưởi rồi. Con cái vẫn phải nghe theo mẹ đấy ạ. Dù gì khó được hay không thì mẹ vẫn là người chịu trách nhiệm. Và bạn sẽ chọn số 2 hay số 3? Em chọn số 3. Số 3, đèn sưởi nhà tắm. Bây giờ sẽ là giá của các sản phẩm. Đầu tiên, hãy đến với 10 túi bột giặt. Xin mời người mẫu Cẩm Nhung. 1.150.000 đồng. Tiếp theo, hãy xem dược phẩm Nga Phụ Khang có giá là bao nhiêu. Xin mời. 1.880.000 đồng. Và cuối cùng, xin mời bạn Diệu Linh. 1.250.000 đồng. Sai mất rồi. Hóa ra ngay từ đầu mẹ bạn đã chính xác. Nhưng không sao, bạn sợ là không nghe theo lời mẹ mình, tự mẹ bạn cũng đã thay đổi quyết định đúng không ạ? Phần chơi này kết thúc và không ra được phần thưởng. Hẹn gặp lại bạn trong phần quay bánh xe số. Vậy cái loại đèn này thì phù hợp với diện tích phòng như thế nào ạ anh? Với cái loại hai bóng thường có kết hợp thổi gió nóng thì về diện tích phòng rất là phù hợp với các loại diện tích phòng như phòng từ 3 đến 10 mét vuông. Có nghĩa đèn này được trang bị phù hợp với tất cả các loại phòng mà chúng ta có thể dùng. Khác với cái loại mà hai bóng thông thường này thì diện tích chúng ta chỉ được từ 3 đến 4 mét vuông. Còn loại này thì chúng ta có thể sử dụng ở kích cỡ mọi phòng, kể cả là trong phòng ngủ cũng được. Vì các bạn có thể bật riêng. Ví dụ như ở đây tôi giải thích rõ hơn là khi chúng ta sử dụng trong phòng thì nhỏ thì chúng ta có thể bật hoàn toàn là hai bóng không, và nếu gia đình bạn không thích bật hai bóng không thì bạn có thể bật cái hệ thống thổi gió nóng ở giữa thôi cũng được, cũng làm rất là ấm căn phòng rồi. Và đặc biệt cái đèn này thì là thổi rất là ấm phòng nhanh, một cách nhanh hơn đối với lại đèn hai bóng thông thường. Và khi là trời rất là lạnh thì đối với căn phòng nhỏ thì các bạn cứ tiếp tục bật cả các cái chức năng lên, vừa thổi gió nóng và vừa bật đèn cách bình thường. Vâng, với nhiều cái chức năng đặc biệt. Hiện nay hệ thống phân phối đèn sưởi nhà tắm Hans đã có mặt rộng khắp trên cả nước. Tại các triển lãm chuyên ngành về vật liệu xây dựng, sản phẩm đèn sưởi Hans dùng trong phòng tắm, nhà tắm đã được nhiều người tiêu dùng tin dùng bởi những tính năng ưu việt. Chức năng làm nóng nhanh cộng với nhiều tiện ích khác như chiếu sáng, thông gió và đặc biệt là tiết kiệm điện. Sản phẩm đèn sưởi Hans đang được nhiều gia đình lựa chọn để lắp đặt cho các công trình mới xây. Gia đình tôi đã sử dụng đèn sưởi nhà tắm Hans được hơn 1 năm. Tôi cảm thấy rất hài lòng về chất lượng cũng như là hiệu quả của sản phẩm. Sản phẩm này vừa có chức năng chiếu sáng cũng như là thông gió trong nhà tắm. Mùa đông có thể sử dụng đèn hồng ngoại để sưởi ấm cho mọi người, đặc biệt tốt nhất cho người già và trẻ em. Đang cung cấp ra thị trường cả hai dòng sản phẩm đèn Hans âm trần và lắp nổi với nhiều kiểu dáng trang nhã. Sản phẩm đèn sưởi Hans sử dụng thích hợp nhất vào mùa đông, đặc biệt là đối với những gia đình có người già và trẻ nhỏ,
bởi độ an toàn cao và rất dễ sử dụng. Sản phẩm đèn sưởi Haas sưởi ấm ở tia hồng ngoại, làm nóng tức thì, tạo ra ánh sáng ấm áp như mùa hè với nhiệt độ luôn ổn định từ 28 đến 31 độ C. Không đốt oxy nên rất tốt cho da, không gây khô da và vết sạch. Đặc biệt trong thời gian gần đây, công ty Nhật Minh đưa ra thị trường dòng đèn sưởi Haasen bảo hành 5 năm với tính năng vượt trội như tiết kiệm điện, không gây cháy nổ khi gặp nước. Gia đình tôi sử dụng sản phẩm Han đã được 3 năm, sản phẩm rất tốt, lại tiết kiệm điện. Mỗi lần sử dụng chỉ mất từ 1 đến 200 đồng. Tôi thực sự hài lòng với sản phẩm Han. Giờ đây, người tiêu dùng Việt Nam đã có thêm một lựa chọn mới làm tăng tiện ích cho gia đình và ngôi nhà của mình. Đấy, sang người đi. Được an toàn giúp phòng ngừa hỗ trợ điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Sản phẩm do công ty dược phẩm Á Âu tiếp thị. 3. Đèn sưởi nhà tắm Han của Cộng hòa Liên bang Đức. Có tác dụng sưởi ấm tức thì trong phòng tắm, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, an toàn về điện, rất tốt cho sức khỏe của người già và trẻ nhỏ giữa mùa đông giá lạnh. Chúng ta đã lắng nghe thông tin về 3 sản phẩm nằm trong giải thưởng. Ngày hôm nay bạn đến trường quay với ai ạ? Tôi đi với mẹ tôi. Vâng, mẹ của bạn Thúy đang ngồi ở đâu ạ? Cô đang ngồi ở đâu ạ? Xin chào cô ạ. Với vọng là cô sẽ trợ giúp thật đắc lực cho bạn Thúy để có thể lựa chọn đúng nhất. Và ngoài mẹ của bạn thì tất cả khán giả trường quay cũng sẽ là những người cổ vũ tinh thần cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lựa chọn. Chúng ta có những 10 túi bột giặt này, đèn sửa nhà tắm và chúng ta có dược phẩm Nga Phụ Khang. Theo bạn, sản phẩm nào đắt nhất? Đa số khán giả thì giơ tay là đèn sửa đúng không ạ? Nhưng mà mẹ em thì lại chọn số 2 là Nga Phụ Khang. Bạn chọn số 2 là những hộp dược phẩm Nga Phụ Khang. Tuy nhiên thì khán giả lại có một lý do khiến chúng ta nên tin là bởi vì khán giả rất đông. Và chắc chắn đã có những người có thể từng mua sản phẩm này rồi. Quý vị khán giả có thể cho chúng tôi những lời nhắc nhở rõ ràng hơn được không ạ? Phần lớn khán giả đều khuyên bạn chọn đèn sửa nhà tắm. Mẹ em hình như cũng lung lay tinh thần, lại thành số 3 rồi. Mẹ của bạn rơi số 3 rồi, đèn sửa rồi. Con cái vẫn phải nghe theo mẹ đấy ạ. Dù gì khó được hay không thì mẹ vẫn là người chịu trách nhiệm. Và bạn sẽ chọn số 2 hay số 3? Em chọn số 3 ạ. Số 3, đèn sửa nhà tắm. Bây giờ sẽ là giá của các sản phẩm. Đầu tiên, hãy đến với 10 túi bột giặt. Xin mời người mẫu Cẩm Nhung. 1.150.000 đồng. Tiếp theo, hãy xem dược phẩm Nga Phụ Khang có giá là bao nhiêu. Xin mời. 1.880.000 đồng. Và cuối cùng, xin mời bạn Diệu Linh. 1.250.000 đồng. Sai mất rồi. Hóa ra ngay từ đầu mẹ bạn đã chính xác. Nhưng không sao, bạn sợ là không nghe theo lời mẹ mình, tự mẹ bạn cũng đã thay đổi quyết định đúng không ạ? Phần chơi này kết thúc và không ra được phần thưởng. Hẹn gặp lại bạn trong phần quay bánh xe số. 3. Đèn sưởi nhà tắm Hans, Cộng hòa Liên bang Đức. Có tác dụng sưởi ấm tức thì trong phòng tắm. Sản phẩm tiết kiệm năng lượng, an toàn về điện, tốt cho sức khỏe của người già và trẻ nhỏ giữa mùa đông giá lạnh. Có những cuốn vở Hải Tiến, có bóng đèn và có cả đèn sưởi nữa. Giá của chúng là vở 42.000, đèn 690.000 đồng và đèn sưởi là 1.250.000 đồng. Một hàng dọc này, chúng tôi cho bạn biết trước chữ số 1 và chữ số 0 là hai số chính xác của giải thưởng dành cho bạn. Bạn sẽ kéo những tấm bảng gỗ này đến các vị trí mà bạn nghĩ là giá đúng. Ví dụ bạn đoán tất cả giải thưởng kia là mười mấy triệu thì bạn sẽ gạt, ví dụ 14 triệu để ở đây, hoặc nếu 12 triệu bạn gạt ở đây. Và chúng ta sẽ thay đổi như thế ở cả 3 hàng, hàng triệu, hàng trăm ngàn và hàng chục ngàn. Hàng ngàn là số 0, chúng ta đã biết rồi. Bạn đã sẵn sàng chơi chưa ạ? Rồi ạ. Vâng, xin mời bạn. Và hãy nhớ chúng ta có khán giả sẽ nhắc nhở bạn. Đầu tiên sẽ là hàng triệu, bạn sẽ để số 4 hay số 2? Xin mời, chúng ta sẽ kéo. Quý vị khán giả có thể giơ tay thật cao để cho bạn Son nhìn thấy ạ. $14.950.000. Bạn chắc chưa? Chắc chắn. Chắc ạ. Bạn Son thân mến, bạn có thể giới thiệu kỹ hơn về bản thân một chút được không ạ? Cũng không phải lúc nào chúng tôi cũng có một vị khách đặc biệt như bạn. Mình tên là Anu Son, tên mình hơi gọi khó tí. Mình đến từ Lào, mình sinh viên năm thứ 3 ở trường Đại học Quốc gia khoa quốc tế. Vâng. Và quãng thời gian ở Việt Nam của bạn là được 3 năm rồi đúng không ạ? Bạn thấy thế nào? Mình ở đây 3 năm, ở Hà Nội mình thích nhất là phở.
Thứ nhất là phở ạ. Đó là về món ăn, còn bạn còn thích điều gì ở Hà Nội nữa không ạ? À, thích phố cổ Hà Nội ạ. À, thích sắp tới là mùa đông mà mình rất thích. Bạn có thích con gái Hà Nội không? Có ạ. Và hy vọng là ngày hôm nay bạn sẽ có thêm một kỷ niệm đẹp khi ở thành phố Hà Nội, đó là tham dự Hãy Chọn Ra Đúng và có một phần thưởng lớn 14.950.000 đồng là lựa chọn của chúng tôi. Hãy hỏi xem bạn đã xếp đúng mấy hàng? 1 2. Nếu có thêm một tiếng tinh nữa chúng ta sẽ thắng. Chính xác. Tuyệt vời, bạn đã chiến thắng chỉ với một lần chơi duy nhất. Vâng, chúng ta hãy đến gần hơn với những giải thưởng dành cho bạn. Ở đó người mẫu Cẩm Nhung đang cầm bảng giá đúng. Hãy cho chúng tôi biết bảng giá đúng ạ, xin mời. 14.950.000 đồng. Rất may mắn, rất xuất sắc. Bạn đã chiến thắng rồi. Thật tuyệt vời. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ít giây nữa thôi, trong phần quay bánh cây số dành cho bạn. Một phần trò chơi rất thành công mà chúng tôi đã trao được phần thưởng lớn cho người chơi rất đặc biệt, đó là bạn Tô Phân Ít đến từ Lào. Và chúc bạn may mắn một lần nữa nếu như chúng ta có thể tiếp tục chiến thắng ở phần quay bánh xe số. Và quý vị khán giả truyền hình, đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ đang ở phía trước. Chúng ta đang quay trở lại với Chọn Ra Đúng và đây là phần quay bánh xe số thứ hai của chúng tôi. Hai người chơi sẽ tham dự đó là chị Thư và bạn Son. Bạn Son vừa có giải thưởng của chương trình và thật đáng tiếc chị Thư đã không thắng cuộc. Bây giờ hai người chơi sẽ cố gắng giành lấy cơ hội để tham dự. 2. Đen sưởi nhà tắm Han, Cộng hòa Liên bang Đức, có tác dụng sưởi ấm tức thì trong phòng tắm, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, an toàn về điện, tốt cho sức khỏe của người già và trẻ nhỏ giữa mùa đông giá lạnh. 3. 9 hộp Hoàng Thống Phong có nguồn gốc từ thảo dược, an toàn giúp phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh gút, ngăn chặn tái phát cơn gút cấp, sản phẩm do công ty dược phẩm Á Âu tiếp thị. 4. Đầm dạ vàng xòe của thời trang Elise, sang trọng, thanh lịch, luôn là tiêu chí hàng đầu mang đậm phong cách của thời trang Elise. Thiết kế đầm dạ vàng vẫn giữ nguyên phong cách tối giản thường thấy ở Elise, nhưng được phá cách một chút với những đường cắt gút và form dáng phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại. 4 sản phẩm vừa rồi chính là 4 giải thưởng và anh sẽ phải đoán giá của chính chúng. Ở đây chúng tôi đưa ra 4 con số trong chạy đua ngày hôm nay là 2.115.000 đồng, 1.898.000, 1.250.000 và 2.790.000 đồng. Anh có thể đứng lại gần đây ạ, nhìn lại một lần nữa 4 sản phẩm mà anh có thể nhận được. Trong vòng khoảng thời gian là 45 giây, anh sẽ sử dụng 4 tấm bảng gỗ này để xếp vào 4 vị trí ở phía trước sản phẩm. Nếu như anh xếp đúng cả 4 thì anh sẽ thắng tuyệt đối, còn xếp đúng bao nhiêu sản phẩm thì anh sẽ thắng với bấy nhiêu sản phẩm đấy thôi. Và ngay sau khi anh đã sắp xếp đầy đủ cả 4 bảng giá và 4 vị trí của sản phẩm, chúng ta sẽ chạy lại gần đây và kéo cần gạt để kiểm tra. Hiện giờ khi tôi kéo sẽ không có con số nào hiện lên cả, tức là anh không xếp đúng bất cứ sản phẩm nào. Và ứng với các con số sẽ có số 1, số 2 và số 4 hiện lên. Và để bắt đầu phần chơi này thì chúng tôi sẽ mời bạn Diệu Linh đưa cho anh cả 4 tấm bảng giá. Vâng, xin mời anh. Anh sẵn sàng chưa ạ? Tôi đã sẵn sàng. Vâng, đã sẵn sàng. Chúng ta chuẩn bị ạ. 3, 2, 1, bắt đầu! Kiểm tra. 2, đúng 2, sai 2. Anh phải thay đổi 2 vị trí. Kiểm tra. Nhanh. 1. Kiểm tra. Mất tiếng do viêm thanh quản, sản phẩm do công ty dược phẩm Á Âu tiếp thị. 2. Đen sưởi nhà tắm Han, Cộng hòa Liên bang Đức, có tác dụng sưởi ấm tức thì trong phòng tắm, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, an toàn về điện, tốt cho sức khỏe của người già và trẻ nhỏ giữa mùa đông giá lạnh. 3. Đầm gen xanh ngọc thời trang Elise, trong sản phẩm đầm công sở cao cấp của Elise được biết đến với phong cách thiết kế đến từ Italy. Bên cạnh những đường cắt cúc tinh tế tạo nên nét đặc trưng của sản phẩm, chất liệu nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc đã tạo nên thương hiệu Elise. Chúng ta có những sản phẩm cũng chính là những giải thưởng mà bạn sẽ cùng tham dự để chơi và để giành lấy. Những hộp tiêu khiết thanh, một đèn sưởi nhà tắm của Cộng hòa Liên bang Đức
và một bộ đầm rất đẹp. Bạn sẽ tìm ra sản phẩm có giá đắt nhất. Nếu bạn tìm đúng, bạn có cả ba. Theo bạn, sản phẩm nào đắt nhất trong ba sản phẩm này? Chỉ được chọn một lần duy nhất thôi. Bạn hãy lắng nghe ý kiến khán giả thật kỹ. Sản phẩm có giá đắt nhất là sản phẩm số 2 đi. Đèn sửa nhà tắm của Cộng hòa Liên bang Đức. Theo bạn sẽ đắt hơn bộ đầm và sẽ đắt hơn những viên ngậm tiêu thiết thành. Bạn chắc chưa? Em chắc chắn. Chắc chắn đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng tôi rất muốn có người chiến thắng ở một vòng chơi như thế này. Bởi vì trong 3 người thì chưa ai thắng cả. Bạn là người thứ tư, chúng tôi rất muốn bạn thắng. Bạn chắc chưa? Em chắc chắn. Chắc chắn. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt mở giá của các sản phẩm. Đầu tiên thì bạn Phạm Hằng sẽ mở giá của những hộp thuốc ho tiêu khiết thanh. Xin mời, 2.475.000 đồng. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm thứ 3, bộ đầm có giá là 1.598.000 đồng. Bây giờ thì chúng ta mới đến lựa chọn của bạn. Nếu như chúng đắt hơn hai sản phẩm còn lại, bạn sẽ có cả ba. Đèn sửa nhà tắm có giá là bao nhiêu? Xin mời. 1.250.000 đồng, đây là thứ rẻ nhất. Đắt nhất phải là những hộp thuốc ho tiêu khiết thanh. Và đáng tiếc chúng ta đã kết thúc rồi. Hy vọng là bạn sẽ may mắn hơn ở phần coi bánh chơi số. Hãy chọn ra đúng của chúng tôi. Đang đi hết 4 trò chơi và bây giờ sẽ đến với một phần rất gay cấn. Đó là phần coi bánh chơi số thứ 2 của chương trình. Chúng ta đang có mặt ở phần coi bánh chơi số thứ 2 ngày hôm nay của chương trình. Hãy chọn ra đúng. Và hai người chơi đứng cạnh tôi. Thật đáng tiếc cả hai người chơi đều chưa có phần thưởng lớn. Bạn Linh và bạn Vân sẽ đến với phần quay bánh xe số để có thể lấy 1 triệu đồng cùng với cơ hội đến với phần chơi dành cho người thắng cuộc. Và bạn Ngọc Linh sẽ là người quay trước. Chúc bạn may mắn. Lượt quay đầu tiên của bạn Linh. Và bạn sẽ có 40 điểm. Bạn muốn quay tiếp không ạ? Có. Xin mời bạn. Chúc bạn may mắn và sẽ có được 60 điểm nữa. Hiện nay có nhiều người chưa nắm rõ về cái dòng đèn sửa dạng treo tường và dòng đèn sửa dạng âm trần. Thế thì anh có thể phân tích rõ hơn về hai dòng đèn sửa này được không? Vâng, đối với câu hỏi của bạn thì hôm nay tôi sẽ làm rõ hơn về dòng treo tường và dòng âm trần đối với lại dòng đèn sửa Han. Hiện nay thương hiệu Han thì có dòng treo tường và dòng âm trần. Về dòng treo tường thì như các bạn đã thấy rất đơn giản là chúng ta treo trên tường. Và nó rất đơn giản như các bạn hình dung như thế nào các cái quạt treo tường. Còn loại âm trần là chúng ta có thể treo trên các cái trần thạch cao và các cái trần giả trong các gia đình để chúng ta có thể ngắt được cái thông gió. Vâng, đối với thương hiệu Han hiện nay về dòng treo tường thì khá về đa dạng về mẫu mã và sản phẩm. Về sản phẩm treo tường thì dòng sưởi Han như các bạn đang nhìn đây trên tay tôi là dòng sưởi treo tường đối với loại hai bóng. Về loại treo tường hai bóng thì treo tường chúng ta là rất đơn giản như tôi đã nói phần vừa rồi, đó là cái chúng ta treo như quạt trên tường. Và đối với loại đèn bóng này thì còn có đèn ba bóng và bốn bóng đều là loại treo tường. Đối với treo tường thì chúng ta nhìn đây thì có các công tắc điều khiển ngay trên mặt đèn thì chúng ta có thể bật và điều khiển một bóng hoặc hai bóng. Đối với treo tường thì các bạn nhìn đây là các thanh giá thanh cá trên tường mà mỗi sản phẩm chúng ta các bạn mua thì đều được kèm theo đèn để chúng ta gá trên tường. Khi các bạn nhìn vào đây thì gồm có các vít và gá rất là đơn giản để các bạn lắp đặt. Ngoài ra thì đối với dạng bóng tròn thì này còn có thiết mẫu mã đó là hai bóng sưởi và thiết cùng với lại hệ thống thổi gió nóng. Bạn tôi lưu ý ở đây đó là về phần thổi gió nóng này rất an toàn vì
được thiết kế bởi là nung bằng thổi bằng gốm, tức là nung nóng gốm và nhiệt ở đây không đốt cháy oxy trong không gian phòng tắm nhà bạn. Và trên này thì cũng có các cái nút để bật điều khiển đối với lại quạt thông gió và hai bóng. Khi bạn dùng có thể là hai bóng hoặc độc lập là thổi gió nóng trong phòng tắm. Ngoài ra nữa thì dòng sản phẩm tiếp theo mà treo tường đó là loại bóng dài hồng ngoại. Đối với lại loại bóng dài hồng ngoại này thì thanh giá coi như các bạn nhìn đây là được gắn trực tiếp trên đèn. Khi các bạn lắp thì các bạn có thể tháo thanh giá ra và để lắp cho gắn trên tường một cách độc lập, sau đó các bạn lắp đèn vào rất là đơn giản. Và đây là đèn sưởi bóng dài hồng ngoại. Loại bóng này thì tuyệt đối là rất là tốt cho sức khỏe của gia đình các bạn và chống choáng mắt trong các gia đình có người già và trẻ con. Thì đối với lại dòng âm trần thì thương hiệu Han thì hiện nay âm trần như các bạn đang nhìn trên tay đó là dòng âm trần mà chúng ta có điều khiển độc lập, có cái hộp điều khiển công tắc rời. Thì đối với dòng âm trần đây như các bạn đang nhìn trên tay tôi thì có 4 cái tai xung quanh đèn sẽ được gá trên các cái trần thạch cao và trần giả của gia đình mọi người. Và hầu như thì cái phần mà phía sau của đèn thì đã được ở trên trần, có nghĩa là chúng ta sẽ không nhìn thấy và chúng ta chỉ nhìn thấy cái bề mặt đèn này, rất là thời trang và rất là phù hợp với không gian tắm cũng như là cái thẩm mỹ trong căn phòng tắm của bạn. Về phần công tắc rời thì đối với lại công tắc rời này thì chúng ta có thể lắp để chúng ta điều khiển bằng tay đối với lại loại âm trần cũ của Han. Và hiện nay thì đối với dòng sưởi Han thì đèn sưởi Han thì có loại cao cấp, đó là loại Hazen cao cấp âm trần dùng điều khiển từ xa và bảo hành lên tới 5 năm đối với lại gia đình và khách hàng mua sản phẩm. Đây là ống để các bạn khi các bạn lắp thông gió trên đèn trên trần để lối thông gió thì chúng ta có thể kéo dài đến cái cỡ ống ở đây, thiết kế một cách là rất là tinh tế. Hai nữa là về phần hút gió thì các bạn nhìn trên tay tôi là bộ phận hút đẩy gió ra, và như vậy là chúng ta nhìn chúng tôi bên thương hiệu Han thiết kế là còn để chắn cả côn trùng bảo vệ cho căn phòng của bạn rất là an toàn và không có bị côn trùng để đột nhập vào trong đối với lại cái thổi gió này. Ok, mình sẽ giới thiệu cho bạn hiểu thế nào là đèn sưởi nhà tắm. Đèn sưởi nhà tắm tức là đèn sưởi dùng chuyên dụng trong phòng tắm và có chức năng chính đó là sưởi ấm. Giới thiệu với bạn, đây là đèn sưởi nhà tắm sử dụng công nghệ bóng hồng ngoại dạng tròn. Còn đây là đèn sưởi nhà tắm. Đây là đèn sưởi nhà tắm sử dụng bóng công nghệ hồng ngoại dạng ống. Mình sẽ bật thử cho bạn thấy nào đèn sưởi nhà tắm. Như bạn thấy đèn sưởi dùng trong nhà tắm và chức năng là sưởi ấm, giúp chúng ta ấm áp hơn trong mùa đông khi chúng ta vệ sinh cơ thể hay là chúng ta tắm sạch đó. Đây thì bạn thấy bạn đèn sưởi, bạn thấy nó rất là ấm. Với cái đèn sưởi nhà tắm này thì đèn sưởi nhà tắm nó ấm tức thì chúng ta không phải mất thời gian chờ đợi như các loại thiết bị sưởi ấm khác. Tôi sẽ bật thử cho bạn thấy thì bạn sẽ thấy nó sẽ ấm tức thì luôn, chúng ta không phải mất thời gian chờ đợi như các thiết bị sưởi khác, bạn thấy là nó ấm luôn. Hay như với bóng, đây là bóng sưởi ngoài dạng tròn, hay như bóng sưởi ngoài dạng ống là cũng thế, bạn thấy nó ấm tức thì
Bạn phải mất thời gian chờ đợi như các vị khách cả những bạn hoặc là những tân. Đèn sửa chúng tôi nó có cái ưu việt hơn so với đèn sửa khác. Với một cái bóng sưởi như thế này, như bạn thấy là bóng sưởi đốt, sử dụng công nghệ bóng sưởi hồng ngoại. Bóng sưởi hồng ngoại này nó ưu việt hơn các loại đèn sưởi sử dụng bóng halogen hay bóng sưởi khác, vì nó thứ nhất là độ bền của nó cao hơn rất là nhiều. Với một cái bóng sưởi độ bền được tương đương của nó khoảng từ 6 đến 15 sử dụng, và nó khi mà chúng ta bật lên như thế này, như bạn thấy nó sẽ phát ra những cái tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại này rất tốt cho sức khỏe, thứ nhất là làm ấm này, thứ hai là giúp chúng ta giúp làm tốt hơn sức khỏe chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như như là chúng ta đã có thể tốt hơn sức khỏe, chính xác như bạn nói từ chữa bệnh. Như bạn biết ở trong y học ấy, người ta dùng cái bóng dùng cái tia hồng ngoại để chúng ta làm tốt cho da, dùng tia hồng ngoại để chúng ta chữa một số bệnh về xương, thì công nghệ bóng sưởi hồng ngoại, bóng hồng hồng ngoại phát ra những tia hồng ngoại làm ấm, và cũng có cái chức năng hồng ngoại mà để chữa những cái bệnh về xương về da như thế. Mình sẽ giới thiệu với bạn về cái dòng đèn sửa nhà tắm này ấy, thì thường chúng tôi có loại 2 bóng, 3 bóng, loại 4 bóng và loại các loại âm trần. Nhưng mà bóng sửa ở đây, mỗi bóng sửa chúng ta sử dụng tương đương diện tích 2m2, thế nên chúng tôi chia ra các dòng khác nhau là đèn sửa bằng 2 bóng, 3 bóng, 4 bóng, và có hai loại nữa là đó là loại đèn sửa loại treo tường. Như bạn thấy đây, đây là các loại đèn sửa treo tường, đèn sửa treo tường. Đây cũng là đèn sửa treo tường, và có một dòng nữa là đèn sửa âm trần, thì chúng ta lắp ở trên các trần thạch cao nó rất là gọn gàng hơn. An toàn tuyệt đối, bởi vì ngay như các bạn quan sát ở đây, trên các đằng sau của cái đèn này đều có các móc treo, các giá treo, thì mỗi sản phẩm chúng tôi đều có cái giá treo kèm theo rất là chắc chắn. Với lại cái trọng lượng của cái đèn này, bạn thấy nó như này, bạn cũng có thể thấy nó rất là nhẹ nhàng thôi, nó tầm khoảng trên dưới 1kg một chút, nên mình treo lên thì cái lọc đó đèn nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Với cái dây của nó thì như bạn thấy nó rất là an toàn, nó không có vấn đề gì, bởi như bạn thấy dây ở đây nó là đều là dây và ổ cắm theo tiêu chuẩn châu Âu, tất cả đều an toàn. Bóng sưởi cũng chịu được nước một cái, bạn không phải lo lắng gì nữa, an toàn cho gia đình cả, hoàn toàn không sao bạn ạ. Với cái loại đèn sưởi sử dụng bóng hồng ngoại này, cho dù bạn có đôi khi chúng ta tắm có thể là trong lúc chúng ta bị thương cơ thể, chúng ta có thể là bắn nước lên trên bóng đèn, nhưng hoàn toàn bóng đèn này chịu được nước, phòng chống cháy nổ hết sức là an toàn trong phòng tắm nhà bạn, không ngoài ảnh hưởng đến bất kỳ, mà chúng tôi bằng qua những kiểm nghiệm rất là thực tế và có những dạy kinh nghiệm của những trung tâm rất là uy tín, nên bạn hoàn toàn yên tâm, hoàn toàn dễ sử dụng. Như bạn thấy đây, tôi có thể sử dụng ngay cho bạn thấy được nó dễ sử dụng như thế nào. Đối với cái loại tất cả các đèn sưởi chúng tôi thì đều có công tắc trên thân bóng, hoặc là có những công tắc ở ngoài như là đèn sưởi âm trần thì có cái hộp công tắc riêng ở trên tường. Nhưng với đèn sưởi đây, các bạn thấy chúng ta chỉ cấp điện cho cái đèn này. Về cái tắc treo, về cái giá treo như nào thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn sau. Ở đây chúng ta khi mà chúng ta dùng, chúng ta bật lên nó làm ấm tức thì luôn, chúng ta không mất sang chờ đợi và sử dụng rất là đơn giản, với một hộp công tắc cho một bóng đèn hoặc là một công tắc cho hai bóng đèn. Đấy, bạn thấy không, nó rất là dễ sử dụng, chúng ta chỉ bật cái công tắc đèn ở nhà gia đình chúng ta thôi. Chúng tôi cũng khuyến cáo với khách hàng rồi thì tôi cũng nói với bạn luôn, đó là chúng ta với đèn sưởi này nó sử dụng điện, mà như bạn biết trẻ con rất là hiếu động, thì có thể là đôi khi không tắm trẻ con nó có thể vào nó bật tắt nó nghịch thường xuyên, nên chúng tôi vẫn khuyến cáo khách hàng là treo cao trên 1m8 để tránh xa cái tầm với trẻ em. Và mỗi khi trẻ em dùng thì người lớn lên, nhưng rồi tôi nói với bạn là người lớn nên bật cho trẻ em tắm sát cái đèn sưởi nhà tắm này, chứ không nên để cho trẻ em nghịch ngợm vào đó. Ok, những bạn hỏi như thế thì quay qua nghiên cứu chúng tôi rất là kỹ lưỡng rồi. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng lắp ở một mức thấp nhất là 1m8, bởi vì 1m8 như bạn cao là khoảng 1m6. Ok, 1m6 thì bạn giơ tay lên, bạn đã giơ tới 1m9 rồi. Thế cái công tác nó chỉ là 1m8 thì bạn vẫn còn thừa sức bật là thoải mái. Nên bạn hoàn toàn yên tâm với cái chiều cao như thế thì bạn bật công tác rất là tốt. Với cái công suất của bình nóng lạnh nhà bạn chắc chắn nó rơi vào tầm khoảng từ 1000 đến 2000W, nhưng với cái đèn sửa nhà tắm này thì cái công suất nó không cao như thế. Như bạn thấy ở trên thân bóng đây đều ghi rõ, ở trên cái bóng đèn này đều ghi rõ cái công suất và nguồn điện của bóng đèn. Như bạn thấy đây, công suất của nó là 275W và nguồn điện của nó là 220V.
275W. Như bạn thấy nó không cao, 550W đối với so sánh với các thiết bị sưởi ấm kia thì công suất của nó còn nhỏ hơn rất là nhiều, nó hoàn toàn không tốn điện đâu mà. Đây đó là đèn sưởi nhà tắm mang thương hiệu Han của Hoàng Liên Minh Đức. Cái dòng bạn đang nhìn đây là chính là dòng hai bóng vàng và dòng đây là dòng sản phẩm bảo hành 3 năm dòng Phúc Han. Chúng tôi thì có 3 dòng, đó là đèn sưởi nhà tắm Han bảo hành 1 năm, dòng đèn sưởi nhà tắm Phúc Man bảo hành 3 năm và dòng đèn sưởi nhà tắm Huy Dừng bảo hành 5 năm. Ok, như bạn thấy trên cái sản phẩm 5 năm như bạn đang nhắc đến, đó chính là sản phẩm đèn sưởi nhà tắm Huy Dừng loại bảo hành 5 năm của chúng tôi. Thì về cái bảo hành của chúng tôi, của hãng chúng tôi á, thì với sản phẩm bảo hành 5 năm như thế, nếu như trong thời gian 5 năm đó bạn bị ví dụ như bóng đèn, có thể là những trường hợp bóng đèn của bạn nó bị cháy, thì bạn chỉ cần mang cái bóng đèn đấy và cái phiếu bảo hành kèm theo với mỗi sản phẩm bạn mang đến văn phòng công ty chúng tôi hoặc là trung tâm bảo hành chúng tôi, bạn sẽ được đổi mới hoàn toàn miễn phí, không bất kỳ mất bất kỳ một cái chi phí nào, và bạn mang đến là bạn sẽ được đổi rất là nhanh chóng. Chúng ta tất nhiên là chúng ta nên tránh để làm vỡ bóng. Thường vỡ bóng ở đây thì chúng ta thường là do là những va đập vật lý chúng ta mang lại thôi, chứ bóng thì như bạn biết là bóng hoàn toàn chống nổ rồi, nó rất là khó để mà tự dưng, chúng tôi chưa ghi nhận một trường hợp nào như thế trên thị trường cả. Và chúng ta chỉ chúng ta làm cách nào đó chúng ta va chạm vào bóng thì nó mới vỡ thôi. Và việc bảo hành như vừa tôi nói bạn đấy là bóng cháy, chúng tôi bóng mới, tất cả vấn đề gì về thân đèn, nếu như mà có trường hợp gì hỏng thân đèn là do lỗi của nhà sản xuất mang lại, chúng tôi đổi mới cho bạn. Còn những trường hợp rơi vỡ thì tôi cũng nói luôn với bạn là chúng tôi không bảo hành trường hợp rơi vỡ. Còn nếu như bạn mà không may bạn bị làm vỡ thì chúng tôi vẫn có cấp những cái dòng bóng như thế, ví dụ như bạn vỡ bóng sưởi, chúng tôi có thể cấp bóng sưởi mới cho bạn với giá cả hiện tại trên thị trường, thì bạn có thể tham khảo trên thị trường rất là nhanh chóng và tiện lợi. Còn nếu như bạn không lắp được thì chúng tôi có thể có nhân viên đến lắp cho bạn luôn. Hiện nay có nhiều người chưa nắm rõ về cái dòng đèn sưởi dạng treo tường và dòng đèn sưởi dạng âm trần. Vậy thì anh có thể phân tích rõ hơn về hai dòng đèn sưởi này được không? Vâng, đối với câu hỏi của bạn thì hôm nay tôi sẽ làm rõ hơn về dòng treo tường và dòng âm trần đối với lại dòng đèn sưởi Han. Hiện nay thương hiệu Han thì có dòng treo tường và dòng âm trần. Về dòng treo tường thì như các bạn đã thấy rất đơn giản là chúng ta treo trên tường. Và nó rất đơn giản như các bạn hình dung như các cái quạt treo tường. Còn loại âm trần là chúng ta có thể treo trên các cái trần thạch cao và các cái trần giả trong các gia đình để chúng ta có thể lắp được cái thông gió. Vâng, đối với thương hiệu Han hiện nay về dòng treo tường thì là khá về đa dạng về mẫu mã và sản phẩm. Về sản phẩm treo tường thì dòng sưởi Han như các bạn đang nhìn đây trên tay tôi là dòng sưởi treo tường đối với loại hai bóng. Về loại treo tường hai bóng thì treo tường chúng ta là rất đơn giản như tôi đã nói phần vừa rồi, đó là chúng ta treo như quạt trên tường. Và đối với loại đèn bóng này thì còn có đèn 3 bóng và 4 bóng đều là loại treo tường. Đối với treo tường thì chúng ta nhìn đây thì có các công tắc điều khiển ngay trên mặt đèn, thì chúng ta có thể bật và điều khiển một bóng hoặc hai bóng. Đối với treo tường thì các bạn nhìn đây là các thanh giá trên tường, mà mỗi sản phẩm các bạn mua thì đều được kèm theo đèn để chúng ta gá trên tường. Khi các bạn nhìn vào đây thì gồm có các vít và gá rất là đơn giản để các bạn lắp đặt. Ngoài ra thì đối với dạng bóng tròn thì này còn có thiết mẫu mã, đó là hai bóng sưởi và thiết cùng với lại hệ thống thổi gió nóng. Bạn tôi lưu ý ở đây đó là về phần thổi gió nóng này là rất an toàn vì được thiết kế bởi là nung bằng thổi bằng gốm
tức là nung nóng như gốm và nhiệt ở đây không đốt cháy oxy trong không gian phòng tắm nhà bạn. Và trên này thì cũng có các cái nút để bật điều khiển đối với hệ quạt thông gió và hai bóng. Khi bạn dùng có thể là hai bóng hoặc độc lập là thổi gió nóng trong phòng tắm. Ngoài ra nữa thì dòng sản phẩm tiếp theo mà treo tường đó là loại bóng dài hồng ngoại. Đối với lại loại bóng dài hồng ngoại này thì thanh giá như các bạn nhìn đây là được gắn trực tiếp trên đèn. Khi các bạn lắp thì các bạn có thể tháo thanh giá ra và để lắp cho gắn trên tường một cách độc lập, sau đó các bạn lắp đèn vào rất là đơn giản. Và đây là đèn sưởi bóng dài hồng ngoại. Loại bóng này thì để tuyệt đối là rất là tốt cho sức khỏe của gia đình các bạn và chống choáng mắt trong các gia đình có người già và trẻ con. Thì đối với lại dòng âm trần thì thương hiệu Ham thì hiện nay về âm trần như các bạn đang nhìn trên tay đó là dòng âm trần mà chúng ta có điều khiển độc lập, có cái hộp điều khiển công tắc rời. Thì đối với dòng âm trần đây như các bạn đang nhìn trên tay tôi thì có bốn cái tai xung quanh đèn sẽ được gá trên các cái trần thạch cao và trần giả của gia đình mọi người, và hầu như thì cái phần mà phía sau của đèn thì đã được ở trên trần, có nghĩa là chúng ta sẽ không nhìn thấy và chúng ta chỉ nhìn thấy cái bề mặt đèn này, rất là thời trang và rất là phù hợp với không gian tắm cũng như là mỹ cái thẩm mỹ trong căn phòng tắm của bạn. Về phần công tắc rời thì đối với lại công tắc rời này thì chúng ta có thể lắp để chúng ta điều khiển bằng tay đối với lại loại âm trần cũ của Han. Và hiện nay thì đối với dòng sưởi Han thì đèn sưởi Han thì có loại cao cấp, đó là loại Hazen cao cấp âm trần dùng điều khiển từ xa và bảo hành lên tới 5 năm đối với lại gia đình và khách hàng mua sản phẩm. Đây là ống để các bạn khi các bạn lắp thông gió trên đèn trên trần để lối thông gió thì chúng ta có thể kéo dài với lại cái cỡ ống ở đây thiết kế một cách là rất là tinh tế. Hai nữa là về phần hút gió thì các bạn nhìn trên tay tôi là bộ phận hút đẩy gió ra, và như vậy là chúng ta nhìn chúng tôi bên thương hiệu Han thiết kế là còn để chắn cả côn trùng bảo vệ cho căn phòng của bạn rất là an toàn và không có bị côn trùng để đột nhập vào trong đối với lại cái thổi gió này. Sử dụng bóng hồng ngoại, và bóng hồng ngoại thì thường là có màu trắng, màu vàng và màu đỏ. Vậy thì anh có thể giải thích thêm cho em xem là cái đèn sưởi nhà tắm bên mình có đầy đủ các màu sắc đấy không, và cái màu sắc đấy áp dụng vào cái việc phù hợp với cả cái phòng tắm mình như thế nào? Mình sẽ về giải thích cho bạn về bóng sưởi hồng ngoại của chúng tôi thì như tôi nói là nó là bóng hồng ngoại dạng tròn và dạng ống bóng dài. Về màu sắc thì đối với dòng đèn sưởi nhà tắm Han ấy thì sử dụng là bóng trắng. Bóng trắng này thì nó có hơi chói mắt hơn một chút, bởi vì chúng ta nhìn nó hơi chói mắt hơn. Còn với cái bóng vàng hiện nay ấy thì chúng tôi sử dụng công nghệ là như tôi và bạn thấy đây. Đây là cái bóng hồng ngoại, bóng vàng. Bóng vàng này bên trong này tráng một lớp kim cương nhân tạo. Và với cái bóng vàng này thì nó giảm chói hơn so với bóng trắng một chút. Nó giảm hơn và cái độ ấm thì nó tăng hơn một chút so với bóng trắng. Còn với cái bóng dạng ống đó, cũng là bóng vàng, nhưng bóng này đặc biệt là không chói mắt, bóng dài không chói mắt, bên trong bóng trắng một lớp kim cương nhân tạo, và bóng với diện tích nhé của nó này, diện tích phản quang của nó khá ít, thế cho nên là nó không gây bất cứ một cái chói mắt nào và dùng rất tốt cho trẻ sơ sinh, bởi vì trẻ sơ sinh có thể là rất không nhìn chói mắt. Mình thông số kỹ thuật thì với cả các đèn sưởi nhà tắm thì sử dụng nguồn điện là 220V, và công suất thì nó phụ thuộc vào cái đèn sưởi nhà tắm. Ví dụ như nhà bạn bạn muốn sử dụng đèn sưởi hai bóng
thì công suất một bóng của nó là 275W, thì hai bóng thì của nó là 550W. Còn bạn sử dụng nhiều bóng hơn thì công suất nó sẽ cao hơn, với mỗi bóng sưởi sẽ là 215W. Ví dụ như phòng tắm nhà bạn, tới đây thì bạn có thể bạn sẽ dùng như là 3 bóng chẳng hạn, thì công suất cao nhất để chúng ta sử dụng nó là 825W. Vậy thì với cái công suất như thế, thế nhưng mà hiện tại em đang sử dụng đèn bình nước nóng công suất cũng rất lớn, cộng với cả đèn chiếu sáng hay đèn tuyết, mà em lại sử dụng thêm đèn sưởi nhà tắm, vậy có quá tốn chi phí cho một lần tắm chẳng hạn không ạ? Bạn dùng các thiết bị khác có thể là tốn chi phí mình không nói tới, nhưng đối với đèn sưởi nhà tắm bạn dùng, mình sẽ giải thích cho bạn như này thì bạn sẽ thấy được cái chi phí của nó rất là khoảng con thôi. Như bạn thấy, với mỗi một bóng sưởi của nó là 275, mà ví dụ phòng tắm nhà bạn dùng loại 3 bóng sưởi thì công suất tối đa của nó là 825. 825W đấy, như công thức tính chúng ta là nó phải trên 1 giờ. Trên 1 giờ mới hết 1 kWh điện. Mà như bạn biết về cái giá điện tiêu dùng hiện nay ấy, thì nó rơi vào khoảng 12.300 đồng trên 1 kWh thôi. Nhưng mà mỗi lần như bạn tắm thì về mùa đông mình nghĩ là bạn không tắm lâu đâu. Nghĩ là mình chỉ tắm được 15-20 phút thôi. Thì trong cái khoảng thời gian chúng ta thì làm cách tính hết sức đơn giản, 15-20 phút trên khoảng 70-80 phút thì nó chiếm vào khoảng 1/4, 1/5. Thì mỗi lần tắm bạn chỉ hết khoảng 200-300 đồng con trong một lần chúng ta để dùng sưởi ấm chúng ta tắm. Nên như thế thì mình nghĩ là 200-300 đồng con thì nó cũng chưa bằng cái cốc trà đá. Bằng cốc trà bạn uống ngoài đường thì nó khá là rẻ để chăm sóc khỏe chúng ta. Nhưng bạn với đèn sưởi nhà tắm thì hoàn toàn không tốn tiền, không tốn bất cứ một chi phí gì gọi là nó to thắt cả. Và tính như thế thì một tháng thì bạn chỉ mất khoảng 50-60 nghìn cho việc sưởi ấm của bạn thôi. Vâng. Và anh có thể cho em hỏi một chút nữa là đèn sưởi nhà tắm thì là chủ yếu là treo trong phòng tắm, vậy mình có thể sử dụng để ra ngoài phòng khách hay là phòng ngủ được không? Tất nhiên mình vẫn có thể sử dụng phòng khách phòng ngủ được, nhưng mà tôi khuyên các bạn nên sử dụng cái loại bóng dạng không chói mắt đây. Ví dụ như loại không chói mắt đây thì chúng tôi có hai loại, đó loại 1000W và loại 2000W. Thì bạn có thể sử dụng ở trong phòng ngủ hoặc trong phòng khách, hoặc có thể ở ngoài ban công như các bạn, nếu như bạn cần sửa ở ngoài ban công như cơ vàng uống nước ở bên ngoài về mùa đông. Nhưng mà đôi khi chúng ta có những cái thú uống trà đúng ngoài chẳng hạn, các bạn có thể sử dụng những cái sửa không chói mắt của chúng tôi này đúng ngoài rất là tốt. Cái loại này không chói mắt nó rất ấm và bạn có thể sử dụng bên ngoài. Nhưng mà mình lưu ý một bạn một chút là nếu bạn sử dụng trong phòng ngủ ấy, thì bạn chỉ nên bật khoảng 15-20 phút hoặc là chỉ hơn một chút thôi. Bởi vì cái đèn này khi bạn bật lên nó ấm tức thì. Và chúng ta khi mà nó làm ấm phòng rồi thì bạn nên tắt đi. Chứ để quá lâu bạn ngủ quên thì nó thực sự nó quá nóng, bạn cũng không thể chịu nổi. Thế nên là mình chỉ dùng một lúc mình tắt đi cho phòng hết lạnh giá thôi, lúc đấy là các bạn đi vào giấc ngủ ngon rồi. Cả phòng, toàn bộ căn phòng mình đã bắt đầu ấm áp rồi. Ngay như phòng khách cũng thế, bạn bật thì nó sẽ làm ấm không khí phòng khách lên, không riêng gì trong phòng tắm đâu. Vâng. Nhưng mà mình cũng khuyên các bạn nên sử dụng loại không chói mắt này thì nó giúp tự nhiên hơn, nó giúp tự nhiên hơn trong cái khoảng trong phòng ngủ phòng khách của các bạn. Vâng. Vậy đèn sưởi nhà tắm thì chủ yếu là treo trong phòng tắm. Vậy em có một chút thắc mắc là trong quá trình tắm chẳng hạn như là mình nhỡ tay mình vẩy một chút nước, hay là mình có bị cái vòi hoa sen nó hất nước vào trong đèn ấy, thì có ảnh hưởng gì đến đèn không và đến những người đang tắm không? Đây là mình đang nói đến cái việc hất nước nhé, chứ không phải là hất cái vòi hoa sen vào bóng đèn. Việc hất nước đấy bạn hoàn toàn yên tâm. Với đèn sưởi nhà tắm, với các dòng đèn sưởi nhà tắm Hàn có đèn nước của chúng tôi á, thì cái công nghệ phòng chống về chịu công nghệ chống nổ, bóng chịu được nước, chịu được nhiệt độ cao, hoàn toàn không xảy ra bất kỳ một hiện tượng gì. Chúng tôi cũng bằng những cái thử nghiệm rất là thực tế rồi, chúng tôi đã giới thiệu đến khách hàng rồi, và bằng những giấy kiểm định chất lượng của Cộng hòa Liên bang Đức, và ngay khi cả nhà về Việt Nam thì đã được trung tâm kiểm nghiệm đo lường chất lượng 1 đã kiểm nghiệm rất là kỹ và có giấy chứng nhận chúng tôi mới cho phép tiêu thụ trên thị trường. Nên về độ an toàn của nó thì bạn về cái nước bắn lên hay gì ở thấp thì bạn hoàn toàn không ngại, bạn hoàn toàn yên tâm. Vậy thì em giờ em cũng đã thấy là bắt đầu thích đèn sưởi nhà tắm đây rồi. Vậy thì bây giờ em muốn lắp đèn sưởi nhà tắm thì cái cách lắp đặt thì nó khó khăn không, hay là nó có vấn đề gì không? Ngay như bạn có thể lắp được. Bạn không cần phải chờ đến các đức ông chồng quý mến gì của bạn, bạn có thể lắp được nếu như bạn chỉ cần am hiểu một chút về cái khoang thôi. Mình giới thiệu với bạn cái cách lắp đặt của nó thì nó rất đơn giản.
chúng ta có các thanh bản lề hoặc là cái giá treo đèn kèm theo. Các bạn chỉ đặt cái bản lề hoặc cái giá treo đèn kèm theo đó, bạn khoan lên tường theo cái lỗ vít đó, bạn khoan mặt vít vào, hạ cái đèn lên, bạn cắm điện vào và bật lên sử dụng thôi, hoàn toàn dễ dàng, không phức tạp gì cả. Với thứ hai, mình có một cái mà để cho các bạn về cái chiều cao. Về chiều cao của cái đèn thì bạn lên lắp tối thiểu 1m8, và cái hướng chiếu của nó tốt nhất là chiếu cái ánh chiếu của đèn nó chiếu vào cơ thể mình khi lúc ta đứng tắm, lúc ta vệ sinh cơ thể. Vâng.